Vâng, em tiếp tục lên cho mọi người một cái đôi loa mini của bên em nhé. Đây là đôi loa mini của Onkyo. Đây là dòng đời phải nói là cải biên hoàn toàn, mang đến cho mọi người một cái gọi là một cái hương hương vị mới đấy, một cái bản sắc mới của loa nhé. Đây chính là loa đời đầu tiên được cải biên theo có sợi màng carbon màng trắng, nó được gọi là màng Kevlar đấy. Đấy, đây là một cái bước ngoặt rất là lớn của hãng luôn. Với cái sợi màng carbon như vậy thì cho mình loa cái chất âm nghe hay hơn rất là nhiều, chi tiết hơn nha các bác nhá. Đấy, đây màng sợi này. Đấy mọi người. Đấy, nhìn nó này. Đấy, với những bình thường nếu các bác thấy những cái loa khác ấy, thì nó chỉ là một cái tức là cái màng loa này này thì nó sẽ chỉ là một cái màng giấy bình thường thôi đấy, nhưng mà đây thì nó có các cái sợi nhá các bác nhá. Đấy mọi người nhớ không? Sợi ấy, cảm tưởng như kiểu sợi được dệt được đan lên vào với nhau ấy đấy, tạo lên một cái nét độc đáo, cũng như là với những cái sợi này thì cho mình cái chất âm nghe hay hơn rất là nhiều nhá. Đấy, loa đây thì loa màu gỗ này, nhìn rất là sang rất là đẹp luôn. Đấy, loa hai đường tiếng. Ở đây thì bass đánh gọi là phải cực kỳ là căng và uy lực luôn các bác, nhất là các anh về mà nghe nhạc trẻ này, này hay nhạc đang tốt các thứ ấy, thì mọi người thấy cái bass nó đánh gọi là đỉnh cao luôn nhá. Ngoài ra thì cái loa này thì các bác ngoài làm sử dụng loa mini, loa vi tính ra ấy, loa nghe nhạc loa vi tính ra thì các bác có thể làm loa trợ lời hát karaoke rất là đỉnh luôn. Đấy, hình thức của loa đây nhá. Đây. Loa này về thì nó không có căng nhá các bác nhá. Loa này về thì không có căng đâu ạ. Đây. Một chiếc của nó thì hơi bị phồng lên một tí xíu thôi này, do quá trình kiểu vận chuyển nó đi qua đường biển nên chắc nó ấy thì nó hơi bị phồng lên một tí xíu, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh cũng như là sản phẩm đâu, các bác không phải lăn tăn đâu nhá. Đây là Onkyo 7GX với công suất là 70W, trở kháng là 4 ôm. Đấy thì với công suất 70W này các bác kéo thoải mái vô tư luôn, không phải lăn tăn gì cả, mà trở kháng của nó cũng là trở kháng nhỏ nhất rồi, ghép từ âm ly nhỏ, âm ly to đều rất là phù hợp luôn. Em sẽ đo kích thước chi tiết của cái loa này cho mọi người nhé. Kích thước nó ngắn quá. Loa ở đây thì có chiều cao là 26,5 cm này. Chiều ngang của loa là 15,5. Độ sâu của loa ở đây thì là 23,5 nhé các bác nhé. Đấy. Và bát loa ở đây thì là bát 12. À bát 13 chứ không phải 12 nữa, bát 13 luôn nhá. Rất là to. Đấy, thì cái đôi này loa này em báo giá luôn nhá, bình thường đôi này em tầm bán là 1 triệu 2 thôi, 1 triệu 2 50 đấy. Nhưng mà thôi, đôi này nó hơi bị phồng phồng một chút đấy, cũng như là không có căng. Em giảm giá cho các bác nhá. Đôi này em sẽ để cho mọi người giá là 1 triệu 050 nghìn đi. Đấy, giảm giá 200 nghìn luôn cho mọi người, cho các bác thoải mái luôn. Hỗ trợ đã hỗ trợ vận chuyển rồi nhá. Đấy mà lại còn giảm giá tiếp nữa. Quá là rẻ luôn. Đấy. Thì chi tiết các bác liên hệ ngay với em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594581. Địa chỉ của em thì tại số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Dạ vâng nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.